Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Chola Channel của mình. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ review giới thiệu với bạn một sản phẩm giải trí, một cái máy chơi game cầm tay. Đối với những người mà 8X hoặc là 9X đời đầu á, chắc hẳn là đã từng trải nghiệm qua những cái sản phẩm mà máy chơi game thời xưa các bạn, máy chơi game mà dùng băng á, và nó cái kích thước thì cũng khá là bự, ta có thể chơi được hai người và trên tay cầm thì có thông thường là có 4 nút đấy. Thì hiện nay thì những cái máy chơi game kiểu như vậy á, thứ nhất là chúng ta kiếm rất là khó, tại vì nó cũng lâu đó, khá lâu rồi. Và thứ hai là những cái máy chơi game đó thì sẽ sử dụng băng, đôi khi chúng ta có đầu nhưng mà chúng ta lại rất khó kiếm được mua những chiếc băng mà chứa được những cái game kinh điển thời xưa như là Contra, Mario hay là xe tăng, trò mà truyền thống mà chúng ta hay chơi đó, thì rất là khó khăn. Thì hiện nay người ta đã chế tạo ra được cái máy chơi game cầm tay khá là nhỏ gọn như là cái hộp mà mình đang cầm trên tay đây thôi. Và trong cái máy chơi game này á, thì nó cũng chứa được những game kinh điển như mình vừa mới liệt kê ra. Thứ nhất là nó nhỏ gọn, và thứ hai thì nó chứa những cái tựa game quen thuộc và rất là người yêu thích. Và cái sản phẩm chơi game này thì nó cũng có những cái chức năng quen thuộc như là cái máy chơi game từ xưa thôi. Bởi vậy nên chúng ta trải nghiệm y hệt, y chang. Thì hôm nay mình sẽ review với bạn sản phẩm này các bạn nhé. Máy chơi game nó có tên là Super Game Boss, 400 game tích hợp sẵn ở trong đây. Thôi bây giờ mình mở hộp này ra. Game Boss Sub 400 in 1 nghĩa là 400 game tích hợp sẵn trong đây. Và cái máy chơi game này thì nó có nhiều màu lắm các bạn, màu đỏ, màu đen, màu xanh và màu vàng. Đó. Thì ở đây mình có hai màu, màu đen và màu đỏ. Mình sẽ mở cái hộp này ra. Đó. Màu đỏ này các bạn. Kích thước rất là nhỏ và gọn đấy các bạn. Nó chỉ vừa bằng cái lòng bàn tay của mình thôi này, cầm cũng rất là dễ này. Ở trên đây nó có những cái nút này di chuyển này các bạn, và những cái nút chức năng này kiểu như là những cái nút mà ví dụ mình chơi game thì bắn hay là nhảy. Đây có nút start này, nút select là chọn này, và nút trở về này. Đó, cái màn hình đây thì nó có cái kích thước là 3 inch các bạn ơi, màn hình 3 inch, màn hình LCD. Thì ở đây là cái giải loa của nó này, ở trên đầu của cái này nó có cái nút các bạn, nút nguồn đây, nút đen này các bạn gạt qua là bật lên này. Và cái cổng thứ hai đây là cái cổng để sạc pin, và cái lỗ thứ ba đây là cái cổng AV để chúng ta có thể truyền được hình ảnh âm thanh lên TV. Đấy, đặc biệt là cái này chúng ta có thể kết nối với TV để chúng ta được trải nghiệm cái màn hình giao diện, cái màn hình chơi nó lớn hơn. Ok, thì pin ở mặt sau đó các bạn, đây chúng ta sẽ tháo này ra. Đây là cái viên pin của cái máy chơi game này, các bạn thấy quen thuộc không? Cái viên pin này rất giống với cái pin của điện thoại Nokia thời xưa đó các bạn. Đúng là rất là truyền thống, rất là xưa. Thì đây, cái pin này các bạn lắp vào đây. Pin có dung lượng là 700mAh. Và thực tế thì mình đã trải nghiệm chơi thì đầy pin thì chúng ta có thể chơi được trong vòng 2 tiếng đồng hồ liên tục. Thậm chí còn hơn được 2 tiếng các bạn ạ. Đấy, sạc thì cũng trong vòng khoảng tầm 1 tiếng, nhưng mà các bạn chơi thì khoảng được hơn 2 tiếng đồng hồ liên tục. Đó, thì ngoài ra thì ở bên góc bên này nó còn có một cái điều chỉnh âm lượng, to nhỏ âm thanh đó. Đấy, thì đấy là toàn bộ những cái nút có ở trên cái máy chơi game này thôi. Ok, thì bây giờ thì đây đến phần cái phụ kiện của cái game này. Thì ở đây là cái dây sạc các bạn ơi. Cái dây sạc này, một đầu USB và một đầu micro USB để sạc. Còn cái cổng dây này là cái dây AV để chúng ta kết nối được với TV. Đấy, để các bạn có thể trải nghiệm được cái màn hình lớn hơn. Trong cái hộp này là màu đen các bạn nhé, mình sẽ mở thử ra cho các bạn xem thử cái màu đen của nó. Đây, màu đen của nó đây. Đấy, màu đen cũng rất đẹp đúng không nào. Đó. Đấy, mình cầm, chúng ta cầm như thế này. Đấy, rất là nhỏ gọn, chơi được mọi nơi mọi lúc. Rồi, thì bây giờ mình sẽ là mở cái máy chơi game này lên, mình cho các bạn xem thử những cái trò chơi có trong đây. Ok, để bật cái game này lên thì chúng ta gạt cái nút ở trên đầu nó lên các bạn, gạt qua. Đó. Thì ở đây chúng ta chọn ngôn ngữ Trung Quốc hoặc tiếng Anh. Đấy, các bạn kéo xuống này, nhấn nút Start này, chúng ta chọn lấy Anh, tiếng Anh. Rồi, ở đây là danh sách những cái game Mario, rồi Contra, đây là những cái game kinh điển thời xưa các bạn ơi. Và còn rất nhiều những cái game khác nữa này, có tận tới 400 game luôn mà, thoải mái cho chúng ta lựa chọn. Đấy, Mario này mình sẽ chơi thử trò Mario, cái tựa game kinh điển. Đó, Super Mario. Các bạn cứ nhấn start thôi là chúng ta chơi thôi. Đó. Đó, các bạn có thấy quen thuộc không? Tuổi thơ của rất nhiều người là cái game này đó các bạn, Mario.
y chang thôi. Cái game này thì về cái cấu hình cũng như là âm thanh các thứ thì y chang như game mà chúng ta sử dụng băng, chơi trong băng. Đó, ok. Còn đây là con trai này các bạn. Âm thanh quen thuộc đúng không nào? Hồi xưa thì mình rất là nghiền cái game con trai này các bạn ạ. Mặc dù thì mình chơi không hay nhưng mà mình rất thích chơi cái game con trai này. Thấy chưa? Ok, đó là game con trai. Mình sẽ kiếm thử cái game xe tăng thử các bạn nhé. Đấy cũng là một trong những game mà mình yêu thích. Đây, mình thấy tăng đây rồi. Chỉ mới tăng, không biết có phải là game đó hay không. Đúng rồi các bạn, đó. Đó. Đó, đúng là cái game xe tăng từ xưa này các bạn ơi. Rồi. Game xe tăng, game Mario với game Contra là những cái game mà chúng ta thường chơi nhiều nhất đúng không các bạn? Mấy cái game này thì đấy, nó nhỏ gọn như này thôi, chúng ta có thể chơi được ở mọi lúc mọi nơi. Và trong những cái giờ căng thẳng mệt mỏi giữa giờ làm việc thì các bạn lôi cái máy này ra chơi thì cũng rất là thú vị đúng không nào. Ok, thì đây mình nối máy với lại tivi để mình có được cái màn hình chơi nó lớn hơn. Thì chúng ta nối với tivi qua cái dây AV này các bạn, được trang bị ở trong máy. Cái màu đen thì chúng ta nối vào cái máy chơi game, còn hai màu đỏ và màu vàng chúng ta nối vào cái cổng AV đằng sau của tivi. Nhược điểm của cái dây này thì là nó khá là ngắn các bạn ạ. Đấy, nó chỉ dài như thế này thôi. Và nếu như ai muốn ngồi từ xa chơi, ngồi xa hơn thì chúng ta kiếm được cái dây này nó dài hơn. Những cái dây này thì chúng ta, nó được bán ở bên ngoài thì cũng rất là nhiều các bạn ạ, cũng không khó kiếm. Rồi, thì ở đây mình sẽ chơi thử các bạn nhé. Đó, chúng ta phóng lên tivi thì màn hình rất là lớn và chúng ta chơi nó sẽ hay hơn. Các bạn nhấn sang, nhấn cái mũi tên sang bên phải đó để chúng ta chuyển qua được cái những cái danh sách game khác này. Đó, có rất nhiều nữa các bạn này. Đó. Ưu điểm của cái máy chơi game này đó là chúng ta chơi được ở mọi nơi mọi lúc. Nó rất là nhỏ gọn này thôi, chúng ta cầm trên tay. Và chúng ta không phải phụ thuộc quá nhiều vào những cái game ở trên điện thoại di động hay là trên máy tính đúng không các bạn. Chúng ta chơi, chúng ta sử dụng điện thoại nhiều hay là máy tính nhiều chơi game thì nó cũng không có tốt. Và cái máy chơi game này đúng là một cái giải pháp thay thế cho những cái trò chơi hiện nay. Và đối với rất nhiều người thì những cái tựa game xưa như thế này thì cũng rất là hay, rất là thích. Có nhiều người thì tìm mua những cái sản phẩm chơi game mà nó chứa những cái game này thì rất là khó. Thì đây là một cái máy chơi game phù hợp với những ai mà muốn chơi những game từ xưa.
Đây này các bạn, đây là một cái tựa game cũng khá là quen thuộc, đó là Pac-Man. Không biết thì có nhiều người còn nhớ tới cái game này nữa không? Ok, mình thì không có giỏi chơi game đó, mình chỉ giới thiệu cho các bạn những cái game thú vị ở trong cái máy chơi game này thôi. Đó thì máy chơi game này thì cả trẻ con lẫn người lớn thì đều chơi được các bạn ơi, đều phù hợp để chơi, ai chơi cũng được, giải trí bất kể lúc nào, bất kể mọi nơi. Đó thì mình vừa giới thiệu với các bạn một vài những cái tựa game quen thuộc và nó hay, theo mình đánh giá là nó hay hay nhất ở trong cái máy chơi game này. Ngoài ra thì còn rất nhiều những trò chơi khác, có tận tới 400 game để cho chúng ta khám phá. Ok, vậy là mình vừa mới giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm máy chơi game cầm tay Sub G3 Plus này. Và nó có sẵn 400 game ở bên trong, rất là nhiều game ở trong đây. Và cái sản phẩm này đang có hàng tại Chola Store của mình với mức giá rất là rẻ thôi, đó là 269.000. Là chúng ta đã có thể sở hữu cái máy chơi game thú vị này rồi. Đấy thì video của mình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Nếu cảm thấy như video này nó thú vị và nó hay thì các bạn hãy ủng hộ mình, like kênh, subscribe, nhấn chuông để các bạn có thể đón xem được những video lần sau mình sẽ làm về những sản phẩm công nghệ, những sản phẩm đồ chơi giải trí sẽ còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn vì đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau các bạn nhé. Xin chào.